Tỷ phú Warren Buffett đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 bằng một quyết định bất ngờ. Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ vào 5 tập đoàn lớn nhất ở Nhật. Theo Business Insider, tỷ phú Warren Buffett vừa đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 của mình bằng cách tiết lộ khoản đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ vào 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản. Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã mua 5% cổ phần thụ động trong 5 tập đoàn thương mại lớn nhất ở Nhật gồm ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo trong 12 tháng qua. Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett chia sẻ, tôi rất vui khi Berkshire Hathaway tham gia vào tương lai của Nhật và 5 công ty mà chúng tôi đã chọn để đầu tư. Theo đó, tập đoàn Berkshire có quyền tăng cổ phần của mình lên cao 9,9% trong bất kỳ công ty nào trong số 5 công ty trên. Đây là bước đi đánh dấu việc chủ tịch Warren Buffett đang nhìn ra ngoài thị trường Mỹ để đa dạng hóa các khoản đầu tư. Ở Nhật, các công ty thương mại tổng hợp rất lớn được biết đến với cái tên Sogo Sosat, và vị tỷ phú Buffett đã đặt cược vào 5 công ty lớn nhất trong số 7 công ty hiện đang tồn tại. Ừ, thống trị của họ đã giảm từ những năm 1980 nhưng vẫn còn đáng kể. Ngày nay, 7 Sogo Sosat có hơn 5.000 công ty con và chi nhánh. Họ duy trì văn phòng tại 210 thành phố ở nước ngoài. Trong năm tài chính 2016, doanh số của họ chiếm khoảng 15% GDP của Nhật và trong năm tài chính 2015, họ chiếm khoảng 1/3 nhập khẩu và khoảng 18% xuất khẩu của Nhật. Công ty của Warren Buffett đã nêu bật các vị trí lâu đời của mình.